chọn ngẫu nhiên là trên hệ thống máy vi tính á, lựa chọn ra năm số thay bao may mắn như thế này sẽ được bên em gửi tặng cho mình là cái phiếu mua sắm trị giá là 3 triệu đồng cho mình nha. Rồi rồi. Thì bây giờ cho em được hỏi là mình có muốn sử dụng cái phiếu 3 triệu đồng này để mình quy đổi thành những mặt hàng cao cấp từ bên trung tâm bên em hay không đó anh? Rồi sao nhận được? Trước tiên đối với cái phiếu 3 triệu đồng này, rồi, thì anh lưu ý cho em bên em một điều là mình sẽ không quy thành tiền mặt được anh nha. Ừ. Mà sẽ hỗ trợ cho mình là quy thành 3 mặt hàng cao cấp sau đây. Thứ nhất là một chiếc điện thoại di động smartphone của nhãn hiệu là Microsoft của Mỹ. Thứ hai là một cặp đồng hồ cao cấp mạ vàng thương hiệu Omega của Thụy Sĩ. Thứ ba là cái dòng điện thoại là Galaxy A7 phiên bản 2017 cho mình đó. Thì anh lựa chọn cái sản phẩm nào để em hỗ trợ cụ thể hơn cho mình luôn đó anh? Đưa cái đồng hồ ơi. Rồi bây giờ nếu mà trường hợp anh muốn lựa chọn cái sản phẩm đồng hồ này, bây giờ em sẽ nói sơ về sản phẩm xong rồi báo giá cho anh được biết luôn. Mình thấy được thì mình tham gia trong cái chương trình này, bên em sẽ hỗ trợ chuyển sản phẩm về tận nơi cho mình luôn. Ngược lại anh không muốn tham gia thì thôi, không sao hết anh ha. Đúng rồi. Thì em đang hỗ trợ cho mình ở đây thương hiệu của nó đó anh, là Omega, thương hiệu đó là Omega đồng hồ Thụy Sĩ cho mình anh ha. Thì cái dây vào mặt của nó đó là điều sẽ mạ cho mình là một lớp vàng cao cấp. Thì đối với cái lớp vàng này nó sẽ hỗ trợ giúp cho mình là chống oxy hóa và chống mai mòn theo thời gian cho mình luôn. Điểm nhấn của cái đồng hồ này là bên trong mặt đồng hồ nó sẽ đính cho mình là 12 viên kim cương đá quý nhân tạo. Và đặc biệt hơn nữa là viên kim cương thứ 12 là viên kim cương thật là quý cho mình luôn anh ha. Mặt kính là mặt kính sapphire, hỗ trợ cho mình ở đây là chống trì xước, chống mai độc và chống vô nước cho mình luôn. Và càng đặc biệt hơn nữa là cái dòng sản phẩm này bên em mới được hoạt động cho mình á, là theo cái cơ chế là đồng hồ cơ đó. Thì mình đã từng sử dụng ở những dòng sản phẩm đồng hồ cơ bao giờ chưa anh? Chưa, đó là chưa đeo đồng hồ. Thay vì đồng hồ điện tử thông thường á, hết pin rồi là bắt buộc anh phải thay pin vô thì khi đó mình mới được sử dụng đúng không anh? Đúng rồi. Còn cái sản phẩm này bên em mà không cần sử dụng pin, kỳ vậy, được sử dụng cho mình bằng năng lượng ánh sáng mặt trời trực tiếp vô sản phẩm cho mình luôn anh ha. Kỳ vậy. Thì một cặp đồng hồ như vậy á, bên em phân phối ra ngoài thị trường Việt Nam cũng như là các trung tâm của cái thương mại lớn đó anh, thì cái giá gốc của nó á, hiện nay đang là 4.980.000 cho mình anh nha. Gì? Thì 4.980.000 này ngày hôm nay mình lại được bên trung tâm bên em tài trợ cho mình là cái phiếu mua sắm trị giá là 3 triệu đồng nữa rồi đó anh. Oh. Thì bên em sẽ sử dụng cái phiếu 3 triệu đồng rồi để chiết khấu vô sản phẩm cho mình luôn. Oh. Thì khi nào mình nhận được sản phẩm rồi, khi đó mình chỉ cần việc thanh toán lại cái số dư trên là còn lại của cái dòng sản phẩm này thôi đó anh ạ. Ồ, như là việc cần trả có 1 triệu mấy thì có được cái đồng hồ đúng không? Đúng, chính xác. Và đồng thời, nếu mà trường hợp anh đăng ký thành công cái chương trình này rồi, và đồng thời mình nhận được sản phẩm bên em gửi cho mình luôn rồi đó anh, thì khi đó đó mình sẽ có được cơ hội được nhận một trên 5 cái phần quà cao cấp có giá trị sau đây. Là bao gồm dễ nhất á, là một cái máy giặt Toshiba cao cấp của Nhật Bản. Dễ hai sẽ là cái tủ lạnh Sanyo gồm có 3 cửa 2 ngăn. Dễ ba là cái TV màu LCD của Samsung. Và dưới 4 như 5 là cái phiếu mua sắm dao động mà từ 1 triệu cho đến 5 triệu đồng cho mình. Thì khi mà nhận được sản phẩm anh em gửi cho mình luôn rồi, là một trên 5 cái phần quà này mình sẽ được nhận kèm thêm cho mình nữa là hoàn toàn miễn phí cho mình luôn anh ha. Gì ghê gì, sáng sớm báo tin vui như trời. Cái này là cái chương trình ưu đãi anh em hỗ trợ gửi tặng cho mình. Mình cảm thấy tin tưởng thì mình tham gia hỗ trợ cho mình trong chương trình này. Ngược lại mình không tin tưởng mà được quyền quỹ chương trình luôn anh ha. Chứ đi ghê hoài với anh. Không, tại thấy cái điện thoại gì mà, ủa cái đồng hồ gì mà vàng rồi đá quý gì mà, giúp em anh ơi, tại thấy điện thoại mà vàng rồi đá quý gì mà 4 triệu mấy vậy? Em hỗ trợ cho mình là đồng hồ cho mình. À đúng rồi, đồng hồ là ông sáng đang ngủ còn ngáo. À, ủa đồng hồ gì mà vàng rồi đá quý gì có 4 triệu mấy vậy? 4.980.000 cho mình anh ha. Nghe anh được hỗ trợ 3 triệu đồng nữa rồi, là khi anh nhận được sản phẩm, khi đó mình vui lòng thanh toán đúng cái số dư còn lại là 1.980.000 nữa thôi, chứ mình không cần phải bỏ ra cái giá gốc ban đầu là gần 10 triệu, là gần 5 triệu đồng thôi anh ha. Rồi được, hợp lý á. Em nói sao anh? Được. Thì rồi giờ sao mua được nè? Thì ngày hôm nay anh có nhu cầu tham gia thì em sẽ giúp cho anh làm hồ sơ đăng ký, hồ sơ xét duyệt thành công luôn rồi. 3 tới 5 ngày sau bên em sẽ hỗ trợ chuyển sản phẩm về tận nơi cho mình luôn. Cước phí giao hàng sẽ là hoàn toàn miễn phí là trên toàn quốc cho mình luôn anh ha. Thì bây giờ ở đây em cũng xin nói từ chế độ bảo hành luôn. Thì thông thường những sản phẩm trên thị trường hiện nay nè, người ta chỉ bảo hành cho mình là 1 năm, 2 năm, một cao lắm là 3 năm thôi. Nhưng riêng về cặp đồng hồ này, do là hàng nhập chính hãng từ bên Thụy Sĩ nhập về, chính vì như vậy bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho mình ở đây là trọn đời vĩnh viễn và miễn phí cho mình luôn. Có nghĩa là anh đeo 5 năm hay 10 năm gì đó, khi nào anh còn đeo là khi đó bên em sẽ còn bảo hành cho mình anh nha. Và ngoài ra anh sẽ được trải nghiệm cho mình trong quá trình 15 ngày. 15 ngày đầu tiên sử dụng sản phẩm đem, mà mình không hài lòng với cái chất lượng sản phẩm của nó là anh,
như đó bên em sẽ có hai cách để giải quyết dành. Một là bên em sẽ bao đổi sản phẩm mới mình là 100%. Hai là bên em thu hồi sản phẩm lại và đồng thời là hoàn trả số tiền ban đầu cho mình cũng là 100% cho mình luôn. Nếu như vậy sau này mình không hài lòng với cái chất lượng sản phẩm của nó anh nha. Người ơi, có 4 triệu mấy rồi mà bảo hành cả đời luôn hả? Bảo hành cho mình là trọn đời vĩnh viễn về sau này cho mình luôn anh ạ. Còn hay á. Thì bây giờ là mình không còn vấn đề nào mình thắc mắc nữa hết anh. Đúng rồi, thắc mắc gì nữa rồi. Thì bây giờ trước khi mà mình đưa ra cái quyết định là có tham gia hay không thì anh có một quyền lợi bắt buộc phải nói với anh. Rồi, để nếu anh đăng ký cái chương trình bên em họ được nhận 1/5 cái chỉ nhất là tới dễ nằm những cái thiết bị điện tử thì mình còn nhớ hay không anh ạ? Hả? Em có nói với anh là nếu anh đăng ký cái chương trình có được cơ hội được nhận 1/5 cái phần quà kèm thêm cho mình là bao gồm từ dễ nhất là tới dễ nằm những cái thiết bị thì mình còn nhớ hay không đó anh? Chị sống làm gì nó chập chờn quá vậy ta? Em đang ở đâu vậy? Em đang ở đâu quá anh? Ừ. Ừ, sao mà sống nó chập chờn quá, em tưởng được. Nghe vẫn bình thường mà anh đâu có sao đâu anh ạ. Bên anh nghe, em nghe không rõ tiếng hả? Ừ, chắc là anh đang trên núi, sống yếu. À, anh đang ở đâu? Anh đang ở Đắk Lắk. À, đang ở Đắk Lắk. Ủa là bây giờ anh đang trong quá trình ngủ đó anh hay là sao? Không, thức rồi, đang ngủ em gọi cái tỉnh mẹ rồi. Nói chung là em cũng không biết là mình đang ngủ anh ạ. Nếu biết em cũng không có gọi cho mình làm gì. Thì bây giờ đó anh, thì anh có thời gian suy nghĩ không? Rồi, nói chung là mình cũng đang ngủ nhưng mà nhiều khi mình không có nắm rõ thông tin về cái chương trình này đó anh. Không, nãy giờ nghe là rõ lắm rồi. À, có nghĩa là mình cũng nắm rõ cái chương trình này, mình cũng hiểu rồi mà đúng hay không anh ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ rồi, thì bây giờ ở đây là cái quyền lợi của anh thôi. Chứ bên em không có bán hàng, không bán anh à. Đúng rồi. Em có nói với anh rồi. Cái chương trình bên em, anh sẽ có được cơ hội được nhận 1/5 cái phần quà kèm thêm cho mình. Bao gồm từ dễ nhất tới dễ năm. Những cái thiết bị điện tử đó, thì anh còn nhớ hay không anh ạ? Bây giờ điện thoại gì đồng hồ gì đó. Không phải, đó là sản phẩm quy đổi. Còn cái sản phẩm quà tặng là bao gồm từ dễ nhất tới dễ năm, những thiết bị điện tử á. À, gì máy giặt gì đúng không? Đúng, chính xác. Đúng rồi, chỉ nhớ dài lắm. Mình luôn anh. Trình này anh, bên em sẽ bày trợ là cho 5 số thôi. 5 số thôi bao đã tương đương với tỷ lệ may mắn mình ở đây đã là 100. Nhưng mà không biết là cái vận may của mình là nằm ở giải thưởng nào thôi. Nếu trường hợp như mình may mắn đi dễ nhì, ngược lại mình không may mắn à dễ tư, nhưng chắc chắn và khẳng định với anh một điều, mình sẽ được nhận cái sản phẩm mà tặng kèm thêm nha. Sao may mắn như là trời. Hello. Nó bị chập chờn rồi. Em nói chuyện thì em vẫn nghe bình thường mà đâu có vấn đề gì đâu anh. Dạ. Anh có cần thời gian suy nghĩ về cái chương trình này không? Không, anh chỉ hỏi một câu thôi. Dạ, anh hỏi thôi gì vậy nữa? Em biết anh tên gì không? Em có biết anh tên gì hay không á anh? Ừ. Tên gì không quan trọng, quan trọng anh có nhu cầu tham gia là bên em sẽ hỗ trợ cho mình trong cái chương trình này thôi. Tại vì thật chức mà nói như thế này, nhiều khi á anh, những cái mạng như thế này, những cái sim thuê bao đó, đâu phải anh mua anh xài luôn đâu nè. Có một số người ta mua rồi mà người ta không sử dụng nữa, bên em tái sử dụng lại. Cho nên chính vì như vậy là cái thông tin nhiều khi cũng không có chính xác đâu anh ha. Yeah. Anh hiểu hay không anh ạ? Hiểu. Ừ, dạ rồi. Tại cái điện thoại này tôi cũng ăn trộm của người ta mà. Dạ thì có ý cái ý em đang nói là như vậy đó anh. Hiểu rồi, cái sim này của người ta. Vậy đó thì chính là cái ý muốn nói là như vậy đó. Đúng rồi, đợi tôi dạy tôi báo cho thằng chủ điện thoại đó. Toàn đó cùng bạn luôn. Nhưng mà lấy nên nó không biết. Sim này của bạn anh ạ? Cái điện thoại của bạn, rồi tôi ăn trộm của nó. Bây giờ nó trúng rồi thôi, giờ để tôi về tôi trả cho nó. Ừ, thì tóm là có tham gia không anh ơi? Chứ vấn đề chính là mẹ anh. Mẹ vấn đề nào chính nữa đó, cái điện thoại của người ta. Bây giờ là không tham gia đúng không? Đó, không, để về để nói cho bạn coi nó có tham gia không. Rồi, ok, chào anh. Ừ, mấy bạn. Trời là trời, sáng, đang ngủ mẹ, thấy tôi.